xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với tiết học tập đọc lớp 2 tuần 22, bài Cò và Cuốc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào bài nhé. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là những con vật nào. Trong bức tranh có những con vật nào? Các em ạ, quan sát thấy trong bức tranh đó là con cò và con cuốc đấy các em ạ. Đây chính là con cò này và đây chính là hình ảnh con cuốc. Vậy chúng đang làm gì? Các em ạ, con cò và con cuốc này chúng đang đi kiếm ăn đấy các em ạ. Vậy cò và cuốc là hai loài chim đang cùng đi kiếm ăn trên một cánh đồng, nhưng chúng lại có những điểm khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay xem cò và cuốc có điểm gì khác nhau các em nhé. Tập đọc Cò và Cuốc. Bây giờ cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 37 và 38, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 37 và 38. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài. Cô mời các em lắng nghe cô giáo đọc. Cò và cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ nó trả lời: khi làm việc ngại gì bẩn hờ chị. Cuốc bảo: em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh thấy các anh chị trắng phao phao, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời: phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao, còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì. Kiếm ăn xong, cò tắm rửa tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Bài văn này theo tác giả Nguyễn Đình Quảng. Như vậy các em vừa lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài Cò và Cuốc. Các em chú ý khi đọc bài văn này, chúng ta đọc với giọng vui vẻ, nhẹ nhàng. Để đọc được bài này tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần luyện đọc. Và trong phần luyện đọc này, chúng ta sẽ cùng nhau phát âm một số tiếng từ khó nhé. Các em hãy chú ý khi đọc chúng ta phát âm cho chính xác một số từ sau. Lội ruộng, bụi rậm, lân ra, làm việc, nhìn lên, trắng tinh, trắng phau phau. Cô mời các em đọc lại cho cô giáo các từ này. Lội ruộng, bụi rậm, lân ra, làm việc, nhìn lên, trắng tinh, trắng phau phau. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc một số những cái tiếng từ khó khi đọc chúng ta còn hay bị phát âm sai. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nối tiếp câu. Mỗi bạn sẽ đọc cho cô giáo một câu lần lượt. Và mỗi bạn sẽ đọc một câu cho đến hết bài nhé. Cô mời các em hãy luyện đọc câu. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc lại bài một lần nữa nhé. Cò và cuốc. Cò đang nội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc ngại gì bẩn hờ chị. Cuốc bảo: em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh thấy các anh chị trắng phao phao, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời: phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao, còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì. Kiếm ăn xong, cò tắm rửa tấm áo lại trắng tinh,
rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc xong luyện đọc câu. Bây giờ để chúng ta luyện đọc tốt bài này, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc đoạn nhé. Ở bài đọc này được chia làm mấy đoạn? Các em ạ, bài đọc này được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 là từ đầu đến hở chị, và đoạn 2 là phần còn lại các em nhé. Bây giờ để luyện đọc được đoạn tốt, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài và cách ngắt nghỉ giọng ở các câu dài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu sau. Các em lắng nghe cô giáo đọc. Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Các em lưu ý, khi đọc phát âm, chúng ta cần phải ngắt giọng, ngắt hơi ở dấu phẩy và nghỉ hơi ở dấu chấm các em nhé. Ở đây khi đọc các em cần phải nhấn giọng ở những từ ngữ trắng phau phau, dập dờn, khó nhọc. Cô mời các em đọc lại câu này. Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau luyện đọc câu tiếp theo. Cò trả lời, phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Như vậy ở đây trong câu này không có dấu phẩy, nhưng chúng ta phải ngắt hơi ở những cụm từ dài. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ ngắt hơi ở sau chữ bùn và nghỉ hơi ở sau chữ cao. Khi đọc các em lưu ý nhấn giọng cho cô giáo ở từ ngữ sau: vất vả lội bùn và từ thảnh thơi bay lên. Thảnh thơi bay lên. Như vậy khi đọc chúng ta cần phải nhấn giọng ở một số những cái từ ngữ như thế. Tiếp tục, bây giờ cô mời các em luyện đọc lại câu này một lần nữa nhé. Cò trả lời, phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc ngắt giọng ở những câu khó. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn nhé. Đoạn 1 từ đầu cho đến hở chị, và đoạn 2 là phần còn lại. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn 1. Cò và Cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tiếp. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra hỏi: chị bắt tiếp vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc ngại gì bẩn hờ chị. Như vậy ở trong đoạn 1 này các em cần lưu ý cho cô giáo từ sau. Các em lưu ý tên Cò và Cuốc là hai tên của con nhân vật. Đấy, hai tên nhân vật đó là con vật ở trong bài đọc là con Cò và con Cuốc. Đặc biệt các em lưu ý cho cô, con Cuốc ở đây có nghĩa là một loài chim nhỏ sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay la đà ở mặt đất. Bay la đà ở mặt đất và thường kêu, có tiếng kêu đặc trưng là cuốc cuốc, cho nên người ta gọi đó là con cuốc các em nhé. Cô mời các em luyện đọc lại đoạn 1. Cò và Cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc ngại gì bẩn hờ chị. Như vậy các em đã luyện đọc xong đoạn 1 rồi đấy. Chúng ta cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 2 nhé. Cuốc bảo, em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời, phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn, muốn sạch thì khó gì? Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh,
rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Ở đoạn 2, các em cần lưu ý cho cô giáo từ sau. Trắng phau phau. Các em lưu ý trắng phau phau ở đây có nghĩa là trắng hoàn toàn, không có một vệt màu khác. Các em lưu ý đây chính là đặc trưng của con cò. Con cò nó có bộ lông màu trắng rất là tinh khôi các em nhé. Trắng tinh, không có một vệt màu khác thì gọi là trắng phau phau. Tiếp tục các em lưu ý cho cô từ sau, từ thảnh thơi. Thảnh thơi ở đây có nghĩa là nhàn, rất là nhàn rỗi và không cần phải lo nghĩ điều gì cả, cho nên người ta gọi là thảnh thơi. Cô mời các em luyện đọc lại đoạn 2. Quốc bảo, em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời, phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn, muốn sạch thì khó gì. Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong đoạn các hai đoạn của bài rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc ngày hôm nay nhé. Trước khi đi tìm hiểu nội dung của bài, cô mời các em hãy đọc thầm lại bài đọc một lần nhé. Các em hãy đọc thầm và lắng nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Cò và Quốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Quốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra hỏi. Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời. Khi làm việc, ngại gì bẩn hờ chị? Quốc bảo, em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời, phải có lúc vất vả lội bùn, mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn, muốn sạch thì khó gì. Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo trắng lại trắng tinh, rồi cất cánh bay đôi cánh dập dờn như múa. Như vậy các em vừa cùng cô đọc lại nội dung của bài đọc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài nhé. Các em cho cô giáo biết. Cò thấy cò lội ruộng, Quốc đã hỏi như thế nào? Thấy cò lội ruộng, Quốc hỏi thế nào? Các em ạ, thấy cò lội ruộng, Quốc đã hỏi, chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Tiếp tục chúng ta trả lời câu hỏi 2. Vì sao Quốc lại hỏi như vậy? Các em ạ, vì là hàng ngày Quốc vẫn thấy cò bay lên trời cao, trắng phau phau, trái ngược hẳn với cò bây giờ đang lội bùn bắt tép đấy. Như vậy là chúng ta thấy ở câu 2, khi mà bạn Quốc bạn ấy ở dưới, bạn ấy nhìn thấy là những con cò được bay ở trên trời cao và ai cũng thân mình trắng phau phau, và trái ngược với cái cảnh là bạn ấy nhìn thấy con cò bây giờ là đang lội bùn để bắt tép, do đó bạn ấy ngạc nhiên và hỏi như vậy đấy. Câu 3. Cò trả lời Quốc như thế nào? Cò trả lời với Quốc như thế nào? Các em ạ, khi được nghe cò hỏi thì khi được nghe Quốc hỏi thì cò đã trả lời. Phải có lúc vất vả lội bùn thì mới có khi thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì? Như vậy là khi được Quốc hỏi thì cò đã giải thích cho Quốc biết là phải có lúc vất vả lội bùn thì kiếm ăn, thì với có lúc thảnh thơi để bay lên trời cao. Đó. Và còn bạn ấy bảo áo bẩn thì có khó gì? Tức là khi mà chúng ta bắt xong thì chúng ta có thể tắm rửa sạch sẽ, thì lúc đấy tấm áo lại trắng tinh.
Như vậy là cò đã trả lời cho Quốc biết. Câu hỏi tiếp theo. Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Vậy lời khuyên ấy là gì? Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên và lời khuyên ấy là gì? À các em ạ, câu trả lời của cò đã chứa một lời khuyên rất là hữu ích cho chúng ta. Và đó là lời khuyên khuyên chúng ta cần phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta phải có lúc lao động vất vả thì lúc chúng ta cũng có lúc chúng ta mới được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng được các em nhé. Và qua bài đọc này chúng ta thấy nội dung của bài đọc muốn khuyên chúng ta rằng phải lao động vất vả thì mới có lúc thảnh thơi, vui sướng các em ạ. Vậy các em cho cô giáo biết, muốn là một người học sinh, muốn có kết quả học tập tốt, các em cần phải làm gì? À, các em ạ, đối với chúng ta là một người học sinh, muốn có kết quả học tập tốt thì các em cần phải chăm chỉ học tập, học bài và làm bài tập đầy đủ đấy. Cô hy vọng rằng qua bài đọc ngày hôm nay, các em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và học bài và làm bài tập đầy đủ. Và chúng ta phải biết làm những việc, công việc vừa sức với sức của mình để giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà. Các em lưu ý chúng ta cần phải chuẩn bị bài. Về nhà các em đọc lại bài tập đọc này nhiều lần và trả lời lại các câu hỏi của bài các em nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em.